Đầu tiên chúng ta phải kể đến benzoyl peroxide là hoạt chất tan trong dầu, hoạt động bằng cách đưa oxy vào lỗ chân lông giúp tăng hoạt động tuần hoàn của da, từ đó tiêu diệt vi khuẩn P. acne gây mụn. Retinoid giúp tiêu diệt khuẩn mụn, giảm sưng tấy, giảm dầu và thu nhỏ lỗ chân lông, ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông. BHA là loại axit kháng viêm, giúp sạch sâu, tẩy tế bào chết, bụi bẩn và lượng dầu dư thừa bên trong lỗ chân lông. AHA cũng tương tự như BHA, nhưng hoạt động trên bề mặt da, giúp loại bỏ bụi bẩn và tẩy tế bào chết, đồng thời làm mờ sẹo mụn và nếp nhăn nhẹ. Sunfua giúp khô nhanh bề mặt mụn và giảm sưng tấy. Tuy nhiên, để bảo quản sunfua tốt, sản phẩm thường chứa thêm chất cồn, có mùi khó chịu và hơi bong chóc nhẹ. Tinh dầu tràm trà tác động diệt khuẩn, chống nấm và sát trùng trên bề mặt da, giúp trị mụn kể cả các vết côn trùng cắn nhỏ. Phù hợp cho những làn da nhạy cảm và dị ứng với benzoyl peroxide.